Không, bởi vì là không biết chế biến. Cái này là món gì à? Chưa. Có món gì cho bạn nào vậy? Đây. Ai bảo ngày xưa nó tát ra, gọi lời bao lần phải cảm ơn. Kinh nhỉ? Có lòng người chẳng phải để bổ biết. Xin kéo anh quay em có làm cơ trưởng. Em có làm cơ trưởng. Quỳnh chứ. Đây, trong Sài Gòn. Chung cập nhật mấy cái ảnh anh em có bếp đủ hết rồi đấy bạn. Đây đầy đủ hết mọi người. Đủ hết rồi. Bên này nghe để sáng hơn nhỉ. Nghe để cắm cơm á. Cắm cơm thịt chua. Mày lúc nào có tiền lông với cả gì to to là mày đấy. Cầm cái cho tao vào hình tí nào. Ủa sao to thế nhỉ? Ủa sao nét thế nhỉ? Samsung gì đây? Vào hình tí để cho. Ô mày đi. Anh nhìn cái tờ giấy em để kia không? Anh ra đấy anh lấy tờ giấy thôi, anh dò số nhá. Ủa sao nét thật. Này LED mà, Samsung LED mà. Samsung rồi LED. Nhưng mà nhìn thế thôi, đưa lên ảnh kém màn hình chứ mà. Cái màn thì chụp sóng to thoải mái. Không phải, không xem ở trên máy Samsung nó rất đẹp. Không xem máy, đâu tôi đi rửa ảnh thôi. Lại gần đây nữa không? Phải quay lại. So với cả bọn Apple. So thì chưa so. Con nào? Đang dạng háng rồi quay cái gì? Dạng háng nó quay háng đâu mà sợ. Dạng háng nó quay háng đâu mà sợ. Này. Người dừng. Người dừng. Còn dừng với cả. Đây. Được chưa? Thế là mẹ không quay một lần thì cháy hết rồi. Mày không hai tay cơ mà. Quay có chụp bị đằng nào cơ lên quay thì không kém kẻ nhau cả. Mày không đẩy được khỏi bao nữa. Đây. Một số bố có được con trai đây. Đây. Một số bố có được con trai đây. Trời ơi. Một số bố có được con trai đây. Một số đang cố xin thằng con trai đâu. Có số đang xin trai đây. Chê gì bạn? Đang tiền. Đang tiền cơ trưởng ơi. Đang tiền cơ trưởng ơi. Cơ trưởng đang đây cơ trưởng ơi. Rất nhiều sự lựa chọn đấy, đấy. Một vòng. Gẩy nha bạn nhá. Ở đây mít vừa gọi mà. Thế mít bảo gì? Này quay nó đi, tao chưa được vào hình đâu ấy. Vào đi, vào đi. Đếm trâu nhưng tao chưa được đếm đâu. Không này, rồi gọi lại Huyền chưa? Tôi gọi mà không được, Kiên cầm máy rồi. Không phải cái tao mặt đây này. Không phải, phải công nhận là view ở nhà Hùng cho lên rất đẹp. Cho lên quay mấy cả chụp rất đẹp. View hơi đẹp. Quay trực tiếp à? Không phải đâu. Một giờ đi bạn.